chào mọi người đến với video tiếp theo của em. Hôm nay em lại có mặt tại địa điểm ngã ba Tân Hóa nhé. Em lại cập nhật giá vải cho cả nhà. Đấy, hôm nay là chủ nhật ngày 16 tháng 6 năm 2024, nhằm ngày 11 tháng 5 năm Giáp Thìn. Thời điểm em ghi hình đang là 6 giờ qua 10 phút nhé. Em sẽ đi cập nhật giá vải Thanh Hà và vải thiều chính vụ cho cả nhà. Đây có lồ sọt vải thiều chính vụ này. Đây của bác giá bao nhiêu ạ? 40. Đang giảm 40 triệu bán. Đây vải thiều giá bao nhiêu rồi bác? 45-48. Chắc độ tầm trên 50 bán bác nhỉ? Thế rồi. Nói chung là vải nó cũng ít mà. Chưa bán này. Đây sọt vải thiều chính vụ rất đẹp này. Bao nhiêu thì bán? Vải thiều chính vụ nhá. Theo chợ là hàng này đẹp. Đang là 60 cho bán. Đang giá 60 cho bán nhá. Đang đòi giá 6 năm này. Được 6 năm này bán. Bao nhiêu rồi anh nhỉ? Giá bao nhiêu rồi anh? 55 á. Anh bảo 65 mới bán này. Đây sọt Thanh Hà anh ạ. Đấy, Thanh Hà khá là đẹp nhá. Nhưng mà các bác là về cuối vụ ấy, thì là không giữ được mã cả nhà. Nó hay bị lem quá nhiều. Đấy, gọi là cổ này gọi là khá là đẹp rồi. Đây của bác Thanh Hà giá bao nhiêu rồi? 68 à? Chưa bán này. Thanh Hà đẹp thì chưa thấy, như hôm qua này, thời điểm này cũng chưa thấy Thanh Hà đẹp nhé. Hôm qua có mấy lồ Thanh Hà đẹp này, giá rất chi là cao mà hôm nay chưa thấy nhé. Là mấy rồi? 72. 72 à? Nhà có nhiều không? Hết rồi. Hết à? Nó mà giá nước ngọt này phải xuống đến cổng làng chay à? Chay A Lèn. Là đi xuống dưới đấy phải không? Cho bao nhiêu đây? Cái phiếu nó ghi ấy rồi, không có tiền. Phiếu ở trong tay mới có tiền. 72 rồi, cần lưỡng lự phải không? 72. Nếu mà bán thì giá này thì bán ở đâu chả được. Giá 78 cơ trong kia ấy. Giá 4 à? Đứa đi đón hàng. Vải thiều chính vụ đây. Mấy giờ anh? Nó chưa xong đi. Ây da, nhiều thế nhỉ, vẫn chưa hết đâu. Còn sọt nữa rồi. Còn sọt nữa à? Bán lát để chờ nó chín ạ. Cho hết tí thì bán. Hôm qua mua toàn 75 với 7 mấy. 75 người ta mua Thanh Hà. Anh nào, ai mua phải thiêu 75 rồi. 60. 60 vậy á? Cho anh đấy thêm 65 đấy cho anh. Anh không bán đấy. Đang giá 60 cho bán này. Bán giá 60 nhá.
đang thời điểm 6:20 nhé cả nhà nhé. Vẫn chưa thấy có vải Thanh Hà đẹp đâu, nhưng mà những cái điểm cân hôm qua với xe bò đấy cả nhà, ở đây vẫn tranh nhau nhá, vẫn tranh nhau như hôm qua, nhưng mà chưa có hàng đẹp thôi. Đấy, kiểu gì tí nữa có vải đẹp ra nó cũng sẽ lại như hôm qua nhá. Giá cả vẫn ổn định như hôm qua. Khả năng lên thì em biết cái giá như hôm qua ấy, thì là vẫn là ok cả nhà. Đây có lỗ Thanh Hà đẹp đây cả nhà. Đấy, ông anh trai thì có rất nhiều toàn vải Thanh Hà đẹp thôi. Đây vải rất đẹp nhá. Giá mấy giờ anh? Đây bảy à? Qua có lỗ 80 cơ. Này 77. Này à, quả nó. Đây. Nhưng mà nó nhẵn, đây là gai to này. Quả này có gai. Quả hôm qua nhẵn lì kia. 80 với 81 tranh nhau mà. Đây là giá. Còn 77-78 là hợp lý nhỉ. Rất to đẹp nhá. Đây, quả to. Anh chắc là quyết định phải giá 78 mới bán đây nhỉ. Đấy. 77 kia có phiếu cho anh. Có rồi. Quyết định là đi 77 à 78? Thôi 77 này, 77. Thế là đi xuống dưới à? Xuống dưới cổng chay à? Thế là đi một đoạn khá xa nữa nhỉ. Ơ chú có thấy 2 điểm kia nó ăn hàng này à? 2 điểm đây nó không lấy à? 77 nhá, dạ, nhá. Đi đến cổng làng chay. Nước ngọt. 10 à? Đó. Đây lô Thanh Hà đẹp đây. Bao nhiêu rồi bác? À, bao nhiêu? Bảy hai. Bao nhiêu đấy? Bảy hai đây. Giao cái xe ba bánh này nha. Hả? Bán giá 72 đấy nhỉ? Đây 72. Đây bao nhiêu rồi? Lấy cái này luôn rồi à? Đây có cái lỗ gọi là có sọt mây cả nhà. Sọt mây này là theo ngày xưa ấy cả nhà, cách đây là nó phải rơi vào 2003 đến 2008 cả nhà. Đấy, hay có cái sọt kiểu này này. Giờ hay ra sọt sắt và sọt inox, bây giờ vẫn có cái sọt này nhá cả nhà nhá. Đấy, vải này, đây vải này chắc là vải ở trên đèo xuống này cả nhà. Đấy, vải trên đèo xuống này. Đấy, sọt này bác có cái sọt được ấy nhỉ, sọt này sọt cổ ấy. Sọt cổ ấy. Này. Sọt này từ năm những cái năm 2003 đến 2008 ấy, sọt này. Em vừa mua được cái này đẹp. Vải này biết ăn là ngọt. Đấy, vải rất ngọt. Đấy, nó bé chắc còn con tay cái một tí. Nhưng mà những quả này bằng quả nhãn thôi nhá cả nhà nhá. Bên trong. Đấy. Không biết là anh ấy bán bao nhiêu. Họ giá bao nhiêu rồi anh? 30. 30 à? Đấy, vải 30. Đấy. 30 vải này ngon đấy cả nhà, ngon đấy. Vải này rất ngọt. Không phun đấy. Vải này thì sạch rồi. Vải này tuyệt đối sạch luôn. Theo em nhìn nhận là vải này từ gọi là từ đầu vụ tới cuối vụ không phun một quế thuốc sâu nào nhá, riêng vải này. Đấy, theo em nhìn là như vậy. Nên quả của nó là nhìn quả nó chỉ to hơn bằng ngón tay cái cả nhà, to bằng ngón tay cái đây. Đấy, gọi là to bằng quả nhãn cả nhà. Đấy cả nhà nhá, vải thiều chính vụ đây. Vải thiều chính vụ giá thấp nhất là 30k đổ lên. Đấy, sang năm nó vẫn là hàng trên hàng đỉnh rồi. Đấy, hàng đỉnh của 2023 và 2025 rồi. Đấy, vải thiều chính vụ năm 2024 này. Đây là sọt vải thiều chính vụ đẹp này. Sọt này đẹp nhá cả nhà nhá.
không biết là được trên 60 không, sọt đẹp lắm, quả to nhắn gai. Đấy, quả to nhắn gai nhá, nhưng mà nó còn thiếu mã thôi nhỉ, thiếu mã thôi. Đấy, như mọi năm ấy, những cái quả to này này nó lên mã đỏ không được. Đây chè này mình thấy, nhưng mà năm nay không được, không được. Đấy, đây là thổ bài thiếu chú vụ này là đẹp đấy, nhưng mà mỗi tội là không có mã cả nhỉ. Nhưng mà có mã đây, đây như quả này này, đấy, như quả này lên mã nha, quả này lên mã đẹp này, quả này. Đấy, nó phải đều như quả này mới đẹp. Đây của anh là giá bao nhiêu rồi? 60 à? 60 cho bán này. Đây, rất đẹp, 60 cho bán nhé. Thổ Thanh Hà này khá là đẹp đấy. Giá bao nhiêu rồi chị? Thanh Hà này. Chưa giá. Đẹp. Đây bài kiểm chính vụ đây. Sọt này không biết bao nhiêu, rất đẹp. Quả rất sáng. Giá đâu đang đang bao nhiêu rồi anh? Đang giá bao nhiêu rồi? 70 à? Đang 70k chưa bán. Bài thiếu chính vụ nha cả nhà nhá, đang 70 chưa bán. Đang giá 70. Nào ơi. Rất mạnh nha cả nhà nhá, sọt vải thiều chính vụ rất là đẹp. Đây là vải rất là đẹp cả nhà, vải thiều chính vụ rất đẹp. Vải đẹp nhá. Đây vải thiều chính vụ đây, đồ này cũng rất đẹp đây cả nhà. Đấy. Ơi không lùi không lùi, có xe đằng sau. Tranh nhau hàng vải thiều chính vụ nhá, rất đẹp. Có xe đằng sau, có xe đằng sau. 75 rồi nhá. Lên đi, lên đi. Chờ chú kia mà, này, chờ chú kia mà. Hôm nào bán cho nó bây giờ tôi bán cho chị đánh được. 76 nghìn, chờ chú nghe. Thôi, đã bán 75 rồi không bán. Chạy nhau rồi, đã bán 75, 76 không bán. 75k, nghe không? 76 cũng không đi nữa. Giảm 16 cũng không đi nữa, quyết định bán rồi. Quyết định bán ra 75, 75 nhá. Vải thiều chính vụ. Ok chưa cả nhà? Đấy, vải thiều chính vụ cũng nhích lên, đã là vải đẹp. Đấy, đẹp là nhích lên nhá. Lột thành hàng khá là đẹp, bây giờ vì thành quá. Tranh nhau cả nhà. Tranh nhau mạnh lắm. Vải thanh hà đẹp, tranh nhau. Vải thiều chính vụ mà đẹp đấy cũng tranh nhau nhá cả nhà nhá. Đây lô này cũng khá là đẹp, nhưng mà cả nhà phải hiểu này là nó bị cái vải thiều chính vụ ấy, nó hay bị mắt cua, mắt cua, mắt cua với lại chả không đánh được ấy thì là nó hay bị nhá cả nhà nhá, nó không sáng sạch đấy, mã được rồi nhưng mà nó bị mắt cua đấy. Không là ok đấy. Lô này cũng đẹp đấy, không phải là không đẹp đâu. Thời điểm đang là 8 giờ à 7 giờ, 7 giờ kém 15, thời điểm đang là 7 giờ kém 15 nhá. Bắt đầu hàng không thấy ra đấy cả nhà. Đấy, bắt đầu hàng không thấy ra rồi. Chuẩn bị là tranh nhau từng sọt đấy cả nhà. Đấy, hàng không thấy ra rồi. Vừa nãy đang đợi 6 năm.
đang đòi 65 ấy là vừa nãy chưa có thương lái bắt đầu chuẩn bị hỏi đấy cả nhà, chuẩn bị hỏi đấy, hết hàng rồi. Đây, xóa thật Thanh Hà đẹp đấy. Đấy, Thanh Hà đẹp, đẹp, rất đẹp nhỉ. Ui, quay gần nữa này còn lên nữa. Đây, thổ này, má rất đẹp, nhưng mà quả nó hơi gai thôi, còn là gọi là má này là ok rồi cả nhà. Quá anh giá bao nhiêu rồi? 65 rồi. 65 rồi. Giả 65 cho bạn. Lô vải thiều chính phủ đây, sọt này khá là đẹp này. Sọt khá đẹp. Quả nó không đều. Đỏ với trắng nó không đều nha cả nhà nha. Đây không biết giá bao nhiêu. Đây của anh họ giá bao nhiêu? 60 chưa bán được không? 60 chưa bán. 60 chưa bán. 60 chưa bán. Thời điểm đang là 7 giờ qua 15 phút là bắt đầu là tranh nhau rồi nha. Cũng không có hàng rồi thì em chắc là em xin dừng video thôi cả nhà. Đấy. Hôm nay em cập nhật là giá vải cho cả nhà ấy, thì là vải thiều chính vụ ấy là giá 76 nhá. 75 76 ở tranh nhau những cái thổ đẹp ấy thì là 75 76 thì dao động cũng gọi là vải xấu nhất trong các loại vải là 30k. Đấy, xấu nhất trong các loại vải. Thì nếu mà nói dao động ấy thì là nó dao động từ giá là 35 đến 76 nhá, vải thiều chính vụ. Còn vải Thanh Hà. Vải Thanh Hà thì dao động 5 năm cả nhà. 5 năm. Không thấy có vải Thanh Hà là giả dưới 5 năm đâu. 5 năm đến 80 cả nhà. 5 năm 80 nhá. Vải Thanh Hà thì như vậy. Thì tóm lại là giá vải dao động khu vực ngã ba Tân Hoa thì dao động từ 35k đến 80k. Đấy, nha cả nhà nhá. Vải xấu xấu tiền, vải đẹp đẹp tiền. Đấy, giá cả nó là như vậy. Đấy, chắc là em xin được kết thúc video. Đấy, em xin được chào cả nhà.